Rồi xin chào các bạn nha, đến với kênh YouTube của Vietcap. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cái sản phẩm là camera Yoshi ngoài trời, anten. Này rồi, đây là sản phẩm. Thì này là bên mình là có hai màu, cái màu xanh với lại cái màu cam. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cái camera này qua điện thoại. Mình phải gắn anten vô nha, khi mình cài đặt mình phải gắn anten vô cho nó mới bắt được sóng wifi. Gắn anten mà siết chặt vô. Thì cái con Yoshi ngoài trời này là nó xài nguồn 12V nha, chứ không phải là xài nguồn 5V giống mấy con quay đâu. Cái nguồn rồi cắm nguồn vô. Rồi để kiểm tra là camera nó có vô nguồn không á, bạn che cái mắt này nè. Cho sáng đèn ra vậy là có vô điện bình thường, chờ camera cho nó khởi động. Thì camera này có thể gắn thẻ nhớ. Thẻ nhớ dưới đây. Đây là thẻ nhớ. Thì kế bên đây là cái nút reset nè. Đó, cái nút reset. Rồi. Thì cái để cái reset con camera này thì nó cái dòng ngoài trời này thì nó không có tiếng gì hết á. Reset thì mình cứ giữ cái nút này. Giữ cái nút reset. Xong bạn kia nghe thấy camera mà nó kêu tiếng tập tập ở trong đây nè. Rồi reset ok á. Đó. Nó kêu tập một cái là reset ok. Xong thì xét xong rồi bạn phải chờ cho nó khởi động lại nữa. Chờ chút xíu. Tiếng giống như trên camera bình thường, camera kia. Rồi giờ mở Yoshi luôn nha. Mình vô dấu cộng nè. Smart lên. Đây rồi, nhập tên wifi, bắt wifi của mình vô. Rồi nhấn nét. Nhấn nghe thấy. Cái đã quét bình thường vậy đó. Rồi, đó là camera nó bắt được sóng. Thì ở đây mình sẽ nhập tên vô là camera. Tên gì cũng được. Rồi nhập password vô 123. Rồi mình chọn sale đây. Rồi, camera nó báo online là thành công. Kết nối camera thành công. Thì cái camera này thì nó có ngoài trời thì nó không có tiếng, không có mic. Nha, nó chỉ có hình ảnh thôi, bắt không dây. Không dây và có dây cũng được. Có dây thì gặp như đây. Này chuẩn IP thì nó có chuẩn ONVIT mà mình có thể kết hợp với đầu ghi Eritech. Được luôn, ghi hình lưu trữ trên ổ cứng luôn. Còn về thẻ nhớ thì nó hỗ trợ thẻ nhớ 32GB, thẻ microSD LAT 10 ha. Đó, đây là con màu xanh. Nó có hai phiên bản là màu xanh với màu hồng. Màu cam, đúng rồi, màu cam chứ không phải màu hồng. Rồi đây là camera này, cái nói vậy nó không nghe tiếng thì bạn cứ canh thời gian để mình bắt wifi luôn, chứ nó cái này mình phải canh tại vì cái này nó không cắt tiếng bít giống như camera kia. Rồi có gì thì bạn cứ comment trên video ha, mình sẽ trả lời thắc mắc của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Màu hồng.